Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyền lực của Tô Đại không thuận bườm xu gió, sự thật hay tin đồn Đảng ủy Công an Trung ương là cơ quan lãnh đạo của đảng đối với lực lượng công an nhân dân Đồng thời là cơ quan tham mưu cho Bộ Chính trị để đưa ra các quyết định về đường lối, chính sách, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội Điều lệ đảng quy, đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định bao gồm một số ủy viên Trung ương trong ngành công an và một số ủy viên trung ương ngoài ngành đã dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ chính trị và Ban bí thư. Và đây là hình báo Tiền Phong đưa tin về hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Theo đó, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Công an kiêm nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an phụ trách, Ủy viên thường vụ là các Thứ trưởng Bộ Công an. Từ năm 2016 cho đến nay, các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cũng tham gia thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Báo Tiền Phong ngày 4 tháng 7 đưa tin, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Bản tin cho biết, ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị này. Theo giới quan sát, hội nghị này vắng mặt tổng trọng Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Nhiều dấu hiệu cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn là người thật sự lãnh đạo toàn diện Bộ Công an và Thượng tướng Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang dù là bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhưng vẫn chỉ là một cái bóng của ông Tô Lâm. Bằng chứng là tại hội nghị này, Thượng tướng Lương Tâm Quang, người đứng đầu đảng ủy Công an Trung ương, lại ngồi ở vị trí thấp hơn ông Tô Lâm, chỉ là ủy viên thường vụ đảng ủy Công an Trung ương. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định của giới phân tích khi cho rằng Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang vẫn chưa đủ bản lĩnh để có thể nắm toàn quyền trên cương vị Bộ trưởng. Nếu không muốn nói, tướng Quang chỉ là một sản phẩm chính ép của Bộ trưởng Tô Lâm. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tâm Quang chủ trì hội nghị. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với quá trình thăng tiến nhanh như phù động của ông Quang, một đàn em đồng thời cũng là đồng hương hương yên thân cận của ông Tô Lâm. Chỉ trong vòng 9 năm, vào năm 2015, ông Quang còn mang hàm thiếu tướng, giữ chức chánh văn phòng Bộ Công an. Đến ngày 6 tháng 6 vừa qua, ông Quang đã được Quốc hội chuẩn thuận làm Bộ trưởng Bộ Công an, trong lúc chưa đủ điều kiện để xét trở thành ủy viên Bộ Chính trị đây là một trong những khó khăn đối với ông tô lâm người được cho là đang nắm quyền lực tối cao trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam vào lúc này theo giới phân tích quốc tế ông tô lâm không nhận được sự ủng hộ của giới chức lãnh đạo cấp cao và là một nhân vật gây chia rẽ trong đảng sự căng thẳng hiện rõ trên vẻ mặt của chủ tịch nước tô lâm và bộ trưởng quan trên vị trí chủ tịch hội nghị trong khi thủ tướng chính biểu thị một thái độ thờ ơ điều đó có liên quan gì tới các đánh giá trước đây cho rằng tân Bộ trưởng Bộ Công an có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Nếu Chủ tịch nước không kiểm soát được Bộ Công an, thì số phận của ông cũng giống số phận ông Nguyễn Xuân Phúc hay Võ Văn Thưởng và có thể bị hạ bệ bất cứ lúc nào nếu đối thủ ra tay. Và đây là hình Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Trước khi hạ bệ ông Vương Đình Huệ, Bộ Công an đã câu lưu trợ lý của ông là ông Phạm Thái Hà ngay tại sân bay nội bài và chỉ 9 ngày sau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mất chức. Nhưng ngày 25 tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Yên, một cấp phó thân cận của ông Phan Đình Trạc mà đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu hay tin rò rỉ nào cho thấy trưởng ban nội chính Trung ương sẽ bị gọi tên. Theo giới quan sát, chỉ cách đây ít ngày, quyền lực của Tô Chủ tịch được đánh giá là khó có thế lực nào trên chính trường Việt Nam có thể cân bằng hay so sánh. Phải chăng việc ông Trạc vẫn trụ vững là chỉ dấu cho thấy quyền lực của tô chủ tịch đang có trục trặc và không còn được thuận bườm xuôi gió như ông mong muốn hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin quyền lực của tô đại không thuận bờm xuôi gió sự thật hay tin đồn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi eu trừng phạt lãnh đạo việt nam vì những vi phạm nhân quyền ngày 3 tháng 7 afi tiếng việt cho hay eu cần trừng phạt lãnh đạo việt nam thay vì cứ đối thoại nhân quyền theo đó tổ chức theo dõi nhân quyền viết tắt hrw đưa ra lời kêu gọi vào ngày 4 tháng 7 một ngày trước đối thoại nhân quyền EU và Việt Nam, thường niên vào năm 2024, sẽ được tổ chức ở Brussels tại Bỉ, rằng EU có thể cân nhắc sử dụng các biện pháp trừng phạt để buộc Hà Nội phải cải thiện hồ sơ nhân quyền thay vì các cuộc đối thoại nhân quyền không hiệu quả. AFA cho biết, XRW cho rằng EU có thể cân nhắc biện pháp sử dụng hai hiệp định quan trọng là hiệp định chung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam, viết tắt PCA, và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU để làm đòn bẩy buộc Hà Nội phải chấm dứt đàn áp nhân quyền. Dựa trên điều 1 của PCA tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền như một thành tố thiết yếu của hiệp ước, EU có thể đình chỉ hai hiệp định trên hoặc áp dụng biện pháp trừng phạt khác đối với Việt Nam. Và đây là hình bài trên AFA. Ngoài ra, AfI cũng cho biết tổ chức theo dõi nhân quyền đề nghị EU có thể áp dụng các lệnh trừng phạt có mục tiêu nhằm vào các quan chức và tổ chức của Việt Nam chịu trách nhiệm việc đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống. AFA dẫn thông cáo của HRW nói rằng EU và Việt Nam đã xúc tiến trao đổi về nhân quyền từ những năm 1990 và đã có khoảng 20 cuộc đối thoại nhân quyền tính từ năm 2002. Tuy nhiên, từ đó tới nay, Việt Nam gần như không cải thiện một vấn đề nào được EU nêu ra. Thậm chí, việc đàn áp giới bất đồng chính kiến và xã hội dân sự còn trầm trọng hơn sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU có hiệu lực từ năm 2020, khiến cho chính quyền Việt Nam tự tin hơn về cảm giác được miễn trừ trách nhiệm. AFA đề cập đến cuộc đối thoại năm 2023, hai bên cam kết cải thiện hơn nữa việc thụ hưởng các quyền dân sự và chính trị. EU đặc biệt nhấn mạnh đến quyền tự do ngôn luận và lập hội. Tuy nhiên, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam không hề cải thiện trong năm qua từ sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU và Việt Nam vào tháng 6 năm 2023. Việt Nam đã kết án 8 người vì lên tiếng phê phán chính quyền, trong đó có các nhà vận động dân chủ như Phan Tất Thành, Dương Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Lâm với các mức tù giam từ 6 đến 8 năm theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Bên cạnh đó, có 8 nhà hoạt động khác bị bắt với cùng cáo buộc như Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Chí Tuyến và Phan Văn Bách. Và đây là hình ông Nguyễn Văn Bình, nhà cải cách công đoàn bị chính quyền bắt giữ. Theo AFA, chỉ một tháng sau cuộc đối thoại năm ngoái, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị mật 24, trong đó yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và an ninh ngăn chặn xã hội dân sự trong việc định hình chính sách của nhà nước và thành lập các nhóm đối lập chính trị. Chỉ thị được tổ chức dự án 88 tiết lộ cũng xác định việc thành lập các công đoàn độc lập là một vấn đề an ninh quốc gia cần phải được giải quyết, quán triệt, không để thành lập tổ chức của người lao động dưới hình thức dân tộc, tôn giáo vẫn theo AFA, Việt Nam vẫn chưa ký kết Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền được tổ chức. Cho dù trước khi Quốc hội EU bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU hồi tháng 2 năm 2020, Việt Nam đã cam kết cụ thể sẽ thực hiện việc này trong năm 2023. AFA cho biết thêm, SRW khuyến nghị EU tập trung vào 6 lĩnh vực ưu tiên liên quan tới tình trạng nhân quyền tồi tại ở Việt Nam, bao gồm những người bị giam giữ vì lý do chính trị, giới hoạt động môi trường, tình trạng đè nén quyền của người lao động, tình trạng đối xử pháp lý không công bằng đối với các bị can và bị cáo hình sự, tình trạng hạn chế quyền tự do đi lại, đàn áp quyền tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi EU trừng phạt lãnh đạo Việt Nam vì những vi phạm nhân quyền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.